Kính chào quý bà con, trên tay tôi đang là hình ảnh của chai thuốc trừ cỏ lo gì chú 55SC trừ cỏ cho ngô, mía, dứa của công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI. Sản phẩm đã được bà con nông dân khắp nơi tin dùng và được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao. Hiện nay thì thuốc trừ cỏ lo gì chú 55SC có rất nhiều hàng giả hàng nhái. Và hôm nay thì công ty chúng tôi xin giới thiệu cách phân biệt hàng chính hãng của lo gì chú 55SC. Về đặc điểm thứ nhất ở trên nắp chai ạ, như bà con có thể nhìn thấy thì chai chính hãng của lo gì chú sẽ có màu đỏ, có logo ADI in nổi ạ. Với các hàng giả hàng nhái khác thì sẽ không có logo hoặc logo có nhưng không có chữ ADI. Về thứ hai, về khung hình nhận diện ạ, như bà con có thể nhìn thấy phía bên tay trái đây sẽ là tên của sản phẩm lo gì chú 55SC, bên cạnh sẽ là tên hiệu là New Detrack ạ. Với các sản phẩm hàng nhái khác thì sẽ không có tên như thế này. Và về đặc điểm thứ ba, bà con có thể nhìn thấy ở đằng sau của cái chai đây ạ, sẽ là tên của công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI cùng với logo ADI mùa vàng bội thu. Các sản phẩm khác sẽ không có logo của ADI như thế này ạ. Đặc biệt, thuốc trừ cỏ lo gì chú 55SC rất an toàn đối với cây trồng, không có hiện tượng phun vào chết ngô như một số loại thuốc giả, thuốc nhái khác trên thị trường, nên bà con có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho ruộng ngô nhà mình. Nếu bà con chưa biết cách sử dụng thì có thể nhắn tin đến fanpage Nông nghiệp ADI hoặc gọi đến hotline 0243 5400598 để được kỹ thuật viên hỗ trợ nhanh nhất nhé.